Tiếp tiếp con đơn vị Tech 630 mang đôi gửi cho bác khách hàng ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Một trong những dòng âm ly mà thời gian gần đây cửa hàng cũng bán khá nhiều. Chất âm hay, hình thức đẹp. Nó là hình thức thiết kế của mẫu âm ly này là rất cân đối và hiện đại. Hãng âm thanh Tech thì nó quá nổi tiếng rồi ở bên Nhật. Một trong những hãng âm thanh cao cấp. Tiếng rất dày dặn nha. Nếu so dòng đến ông 390 thì con này đẹp hơn, khỏe hơn nhiều. Mà tầm giá thì cũng xem như nhau. Con này cửa hàng cũng bán ra với mức giá tầm 4,5 triệu. Điện 100V, 220W. 200W. Lô hàng tầm chục con thì bán còn khoảng 3 con. Còn khoảng 3 con nữa. Với khúc hạt sông quê, ai đi xa nào đó, nghe thân thương như dòng sông thừa nhỏ, ai là anh quên. Những con này thì nội thất được cái là rất mới và rất lành. Phải nói là rất mới và rất lành luôn. Anh em chơi những đôi loa bass 30, 25 thoải mái luôn. Có thể ghép vang hát karaoke. Dòng này dòng đời cao, nên có vỉ màu xanh, bốt sò, tản nhiệt quạt gió và bằng nhôm.